cậu sẽ không có được đâu. Nó là của tớ. Sao cậu lại nghĩ nó là của cậu hả? Sao vậy con yêu? Nhà Megan lại không thể lo việc của mình à? Xem ai đang nói kìa. Cậu muốn đánh nhau à? Nhào vô đi. Cố lên mẹ, nó là nặng nhất đó. Giờ chúng ta sẽ cho họ một bài học. Trên sàn kìa. Cho họ thấy đi mẹ. Rất sẵn lòng. Bắn. Cẩn thận đó con yêu. Ok, đủ lắm rồi. Đưa nó cho mẹ. Cái này có hiệu quả không mẹ? Chúng ta cần cái gì đó đàng hoàng hơn. Mẹ tin con, cho họ thấy đi. À, mình đang bay. Ô không, mình bị bẩn rồi. Này, cái gì kia? Được rồi con yêu, thử thách này là nghiêm túc đó nha. Để mẹ đối phó. Đó không phải là con tôi. Qua đây. Vòng tiếp theo. Thử thách Ringo. Mình đã dùng cả đời để chuẩn bị cho việc này. Xin lỗi con yêu, là Orbis. Đến lượt bọn tôi. Ta chọn ngươi. Đó cũng không phải khoai tây à. À, mình không thấy gì cả. Họ sẽ phải trả giá. Mình nghĩ hộp khoai tây sẽ là cái này. Mẹ giúp con nha. Chắc chắn rồi. Thành công không ạ? À? Wow. Mùi vị của chiến thắng thật ngon và giòn nữa. Đừng có vui quá nha. Đến lượt tôi. Ta chọn ngươi. Mình nghĩ mình chọn trúng hộp rỗng rồi. Bạn cần nghe lời con tim mách bảo và nó sẽ đến với bạn. Gì cơ? Con yêu, con giúp mẹ nha. Khoan đã. Có gì đó nữa nè mẹ. Để xem nào. Cộng một điểm. Tuyệt. Chúng ta sang bằng tỷ số rồi. Mình đã làm mọi thứ đúng chứ nhỉ? Mình nghĩ đây là thử thách đầu tiên. Thú vị quá à. Chúng tôi sẽ hạ gục cậu. Mình nên làm gì đây? Megan sẽ bắt đầu và chiến thắng. Ồ, thất bại rồi ư? Ok. À ha, nó như trò chơi con mực vậy. Mình nghĩ mình có nhiều cơ hội hơn. Mình nhẹ mà. Tiếp theo là gì? Mình sẽ thử cái này. Ồ, không không. Tiếp theo. Mẹ tin con mà, đừng để mẹ thất vọng nha. Kìa, mình sắp ra khúc giữa rồi. Không. Mẹ sẽ đứng lên vì chúng ta. Chỉ có cái màu hồng trông có vấn đề thôi. Có lẽ lần này chúng ta nên thử cái gì khác. Khó quá đi. Mẹ ơi, tụi mình có nên giúp cô ấy chọn dễ hơn không ạ? Yeah, mẹ có cách này. Cô ấy cần một cơn gió nhẹ. Vậy thì cho cậu ta đi. Này, cái gì vậy? Hai người. Tránh ra nào, cậu đang cản chiến thắng của chúng tôi đó. Giờ đến đích còn dễ hơn câu đó trên hộp ngũ cốc nữa. Thà an toàn còn hơn thấy có lỗi. An toàn rồi, và chúng ta thắng. Ghi điểm cho đội của mình. Ai nghi ngờ điều đó cơ chứ? Tiếp theo, ai sẽ bắt đầu trước? Trước tiên, cần hiểu nó là gì. Wow, thử thách với tia lửa à. Mẹ ơi, con sẽ không tham gia trò này đâu. Không đời nào. Vậy thì hãy ngoan ngoãn và đừng làm phiền mẹ của mấy đứa nha. Đúng vậy đó. Mấy đứa có thể đi chơi vòng vòng. Và mẹ sẽ giải quyết mọi thứ theo cách của người lớn. Sẵn sàng để thua rồi chứ. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu. Thành công không nhỉ? Tuyệt. Cậu may mắn đó nha. Trông không khó nhỉ? Hy vọng nó không phải là độc. Ngon đó. Nghe đây, có lẽ bọn trẻ đã sai và không có gì phải sợ cả. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Tuy nhiên, vẫn có người thấy sợ à. Cẩn thận đó, đừng làm cháy máy vi mạch nha chưa. Ôi, thử thách này không có trò bịp gì à. Mình không hiểu, nó hết hạn rồi à. Say quá vậy. Cậu xong chưa? Tôi muốn uống trộn thử. Có gì trong miệng của tôi nè. Sao mình không bị ướt nhỉ? Biết ngay mà. Một chiến thắng nữa thuộc về chúng ta. Không có sữa à? Cậu nghĩ đây là xong rồi ư? Cậu sai rồi. Tiếp theo. Cá piranhas của mình đâu rồi? Có lẽ chúng ở bên trong. Khoan đã. Cậu cần đổ đầu nước vào hồ cá trước.
Tôi đã sẵn sàng rồi. Ai sẽ thi trước tiên? Có vẻ như nó rỗng nhỉ. Ồ, mà mình có hy vọng. Đến lượt cậu đó, Megan. Ồ, cậu tốt thật đó. Boom. Của tôi cũng trống nè. Tiếp theo đến lượt cậu. Kết thúc nó thôi nào. Ồ không. Chúng ta làm gì bây giờ? Để tôi. Dừng lại. Tôi lấy được rồi. Cậu ta làm được rồi. Kenning đã phát hiện đe dọa. Hãy để lại món quà này cho West đi. Hy vọng là cậu không để ý. Cái cuối cùng cho cậu cả đó. Aha, nhanh hơn rồi. Wow, đám mây đẹp quá. Có nghĩa là chiến thắng thuộc về bọn tôi. Chúc mừng nha, Megan. Ha, cảm ơn nha, đi thôi nào. Dễ thật đó, thậm chí không cần đĩa luôn. Chuẩn bị thua cuộc đi. Hy vọng cái bánh ít calo. Bánh mù tạt à. Và nó như bánh creme brulee vậy. Chúc ngon miệng nha. Ngon thật đó. Đến lượt của cậu. Tôi không muốn phá hỏng sự thèm ăn của mình. Được thôi. Mình thích đồ ăn tự nấu. Mình đã không thử tự làm bánh với chúng. Mình sẽ dùng chúng thay vì nến. Yummy, nó ngon quá à. Đến lượt tôi. Cậu nên đi sạc điện đi. Bật năng lượng dự phòng. Sao? Cậu dám hả? Sự trả thù của tôi sẽ rất ngọt ngào. Vòng tiếp theo. Tôi không chắc là robot của chúng ta có lại chập chờn không nhỉ? Tôi đi trước. Tránh ra nào. Chỉ cần không. Suýt nữa thì. West đi. Cậu ta đi đâu rồi? Mình sẵn sàng rồi. Nếu mình thua, mình cũng không thấy gì cả. Đồ gà. Để tôi làm nào. Chúc mừng. Ồ, cậu vui rồi chứ. Một tí thôi. Mẹ ơi, xem chúng con thấy gì nè. Là bên nhà ta. Mình sẽ xem nó như West đi. Mình sẽ đánh nó. Mơ đi. Nào con yêu, hãy làm một cú lớn và đánh nó đi. Con có thể làm được mà. Con biết phải làm gì rồi đó. Con có thứ này tốt hơn nè. Được rồi mấy đứa, bắt đầu đi. Hiya, tớ làm được rồi. Không, là tớ trước mà. Kẹo đâu hết rồi. Nó chỉ toàn là hoa giấy thôi. Tớ tìm thấy một cái rồi nè. Tớ cũng vậy. Tớ sẽ lấy nhiều hơn, hiểu chứ? Má của cậu sắp bể rồi kìa. Cố lên nào con yêu. Nhóc ấy không có cơ hội thắng con đâu. Cố lên. Cố lên nào con yêu, ăn đi. Con no quá, khó chịu quá đi. Mình chưa bao giờ ăn nhiều như thế. Chúng ta cần đếm tất cả. Ok, đi thôi nào. Con nên nằm nghỉ ngay thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Thử thách tiếp theo thôi nào. Wow, lần này có giải thưởng à. Và người chiến thắng sẽ được gì? iPhone. Đừng sợ, tôi sẽ đưa nó ra khỏi đó. Nhưng trước tiên, tôi cần khởi động. Trơn trít. Khởi đầu tốt đó chứ. Cậu không thể đi cao hơn được. Xem mà học hỏi nè. Khởi động nào. Ồ, cậu biết đó. Tôi nghĩ là tôi chỉ cần bay thôi. Bye bye. Cậu đi đâu đó? Xuống đây đi nào. Không vui tí nào cả. Tôi biết cậu để ý đến phần thưởng chính chứ gì. Nhưng nó là của tôi rồi. Sắp hết pin rồi. Thật tốt khi mình có mang theo sạc dự phòng nè. Nhưng thật tệ, mình cũng cần sạc nó nữa. Sẵn sàng. Đến lúc thắng rồi. Đừng có mà mơ. Cậu, đồ sách bụng. Aha, nói vậy với cái iPhone của tôi nè. Mất điểm quá. Nhưng mà mình thắng mà. Thật không công bằng. Mình nên lấy nhiều hơn. Tôi sẽ bắt kịp nhanh thôi. Không biết lần này chúng ta có gì nhỉ? Thử thách nước à. Thử thách yêu thích của cậu đó, Megan.
Tôi sẽ bắt đầu đây. Một viên đại bác, nó trống rỗng. À ha, tôi nghĩ nó sẽ khó hơn chứ. Phịt, của mình cũng trống. Buồn thật đó nha. Mình sẽ thử lại. Thất bại ư? À ha, lau nước mắt đi. Tôi thắng rồi nha. Chúng ta có gì đây nào? Hy vọng không phải là tiền phạt. Đúng như mình nghĩ. Một điểm nữa. Chiến thắng thuộc về tôi rồi nha. Đừng có vui quá như vậy. Vòng tiếp theo. Mẹ ơi, con đã đếm rồi nè. Con có 10 viên kẹo. Con giỏi ha mẹ. Đừng có nói cho ai nghe nha. Ok, chúng ta sẽ nhân đôi nó lên. Nhưng chúng ta sẽ không đưa nó cho người kế bên. 11, giỏi lắm. Cú đấm đầu tiên, kẻ thù đã bị hạ gục. Ồ, những đứa trẻ. Mọi người chú ý vào nha. Nhà tài trợ của chúng ta đã có vài thứ cho người chơi đây. Các bạn nghĩ nó sẽ dành cho ai nào? Vì chỉ có một điểm thưởng bên trong mà thôi. Ai sẽ lấy được đây? Megan hay Wesley? Họ không nói với tôi. Nên các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Các bạn sẽ tặng điểm thưởng cho ai nào? Tùy vào các bạn đó. Chúng tớ sẽ đợi. Lần này là gì? Tôi đã thấy xem trò này rồi. Chúng ta cần lăn quả bóng ở trên đĩa. Tôi không nghĩ cậu làm được đâu Megan à. Cứ thử mà xem. Woohoo! Gì cơ? Không. Tôi cảnh cáo cậu đó. Mặt cậu hài lòng vậy? Nè, bị kẹt hả? Keo siêu dính sẽ không để cậu đi dễ dàng vậy đâu. Cậu có thể đợi trong tô đó. Là vậy đó. Là cậu muốn đó nha. Tiến lên nào. Làm được rồi. Ồ, thỏ à, cậu có vui không? Cậu ấy đã lấy lại đôi tay hồng của mình. Thật là nhục nhã mà. Né ra nào. Tôi sẵn sàng rồi. Ha ha ha. Phải vậy chứ. Một điểm nữa. Và cậu bảo tôi sẽ thua cơ à. Cậu chỉ gặp may thôi. Và tôi đã quay lại với kết quả đây. Thật kinh ngạc. Điểm thưởng thuộc về. Chờ chút đã. Là Wesley đây. Xin chúc mừng nha. Tôi xứng đáng có nó. Chúng ta có nồi ma thuật rồi. Cầm lấy đi con yêu. Wow, cảm ơn mẹ. Đi thôi con yêu. Tránh xa lũ thua cuộc ra đi. Được rồi Wesley. Cậu đã bị loại khỏi cuộc thi. Barbie yêu thích của mình đây rồi. Bắt đầu thôi nào. Cậu tưởng mình ngầu lắm sao? Cậu chỉ là bản sao của tôi thôi. Tôi ăn đứt cậu về mọi mặt ấy chứ. Còn phải xem đã nha. Mát rượi luôn. Đồ con gà ướt. Đây mới là pháo giấy cho người chiến thắng nè. Đừng vội ăn mừng nha Megan. Cái gì? Cứ như trò đùa ấy. Khoan đã, hình như cô chủ về rồi. Barbie, đám lông này ở đâu ra vậy? Quay về nào. Tại Megan đấy ạ. Chắc hai cưng chán lắm rồi ha. Muốn thử thách xíu không? Tôi sẽ cho cậu thấy một lần và mãi mãi. Tôi là số 1. Mong sẽ có thứ gì ngọt ngọt rơi xuống. Yay! Đến đây nào. Cưng sẽ là phần thưởng thắng cuộc của chị. Thấy chưa? Mà hệ tiêu hóa của tôi cũng tốt hơn cậu nữa đó. Tôi đã chơi đâu. Để xem vòng quay sẽ cho tôi thứ gì nào. Không công bằng. Nhưng chẳng sao cả. Sống trong cái khổ lâu, Mỹ đã quen rồi. Lại một công thức siêu phẩm. Chúc ngon miệng. Cậu thử bao giờ chưa Barbie? Tôi sẽ ăn hết cho cậu xem nè. Tôi ốm mất thôi. Sang vòng tiếp theo nào. Một hương vị mới sao? Kiwi và kem thì là cực phẩm rồi. Nếu cuộc thi nào cũng đều là thi ăn bánh thì cậu không có cửa với tôi đâu nha. Đừng vội coi thường tôi nha. Tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ. Là dâu tây có phải không? Ngày gì mà xu thế không biết. Mù tạt thì mù tạt. Ngon ghê. Lại còn heo thì nữa. Chiến thôi. Sao nóng quá vậy nè. Cậu bị điên rồi. Hỏa hoạn mất thôi. Cậu lại đang ghen tị đó.
còn trò gì nữa ta? Nghĩ ra rồi, tem tươi lúc nào cũng là chân ái cả, dễ thương ghê. Để xem trong hai cưng ai nhanh tay hơn nha. Cậu đừng mơ mà có cửa. Ừ, mẹ ơi, sợ quá. Ủa? Cứ cười cho đã đi. Để xem lát còn cười được không nha. Yêu cầu kết nối. Thành công. Chơi lại. Chơi luôn. Chuyện gì vậy nè? Ủa? Cô có nhấn mà. Không tệ ha. Cậu giở trò đúng vậy không? Tôi sẽ mách với cô chủ. Cứ việc mách đi. Chơi nốt vòng này đã. À, đây là trò thi uống nước ngọt. Lon của tôi đâu? Wow. Mong là tôi sẽ gặp may. Xin mời. Cảm ơn nha. Tôi sẽ tự chọn. Thế cũng được sao? Tôi sẽ không thua đâu. Sẽ thú vị lắm đây. Bắt đầu từ đâu bây giờ? Tìm thấy rồi, nhất định phải uống xong trước mê game. Sao mà thấy vui ghê ta? Còn bao nhiêu lít nữa vậy trời? Phiêu, cô nàng sắp xong chưa ta? Cố lên nào Barbie. Ngon tuyệt luôn. Robot bảo vệ môi trường. Chén cả lon luôn sao? Quá trình sắp hoàn thành. Trum trum trích. Chụp một tấm ảnh ăn mừng chiến thắng nào. Thắng cũng phải có phong cách nha. Cái gì vậy? Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Hamster nhà ai mà ngoan vậy ta? Hemmy bé nhỏ của chị ơi. Ồ, tay mình dính đầy dầu rồi. Nhìn kìa Megan, có quái vật. Nó sẽ ăn tụi mình mất. Sợ quá đi. Để tôi xử nó. Để tôi tăng tốc trước đã. Thế này đủ rồi. Rửa mặt sạch đi. Tí nữa chị sẽ treo cưng cạnh lò sưởi. Không được. Cầm lấy đi nè. Chỉ được đánh lạc hướng nó thôi. Như chơi Angry Birds đấy. Sẵn sàng. Ngắm bắn. Khai hỏa. Nhận lấy đồ gặm nhắm. Không ai hoan nghênh ngươi cả. Yeah, làm được rồi. Tụi mình giỏi ghê. Ồ, quên mất. Đang thử thách mà. Tiếp tục thôi nào. Lần này không có bánh nữa rồi. Nếu là thi ăn thì cậu không có cửa đâu nha Barbie. Tụi mình phải vẽ gì ta? Wow, là Pikachu. Tôi vẽ trước đây. Để xem máy móc có thể tạo ra cực phẩm không ha. Barbie sao rồi ta? Ha, cậu không so được với tôi đâu. Vẽ không khác gì học sinh lớp 2. Cậu vẽ cũng đẹp đó ha. Sang kế hoạch B thôi. Bật máy in nào. Đang tải hình ảnh. Xong. Chỉ còn vài đường nữa là xong xuôi. Suýt nữa thì quên tô màu rồi. Xong rồi nè. Còn lâu mới thắng tôi nha. Pikachu của tôi xinh hơn. Cậu chẳng biết gì về nghệ thuật cả. Mọi người hãy bình luận xem Pikachu có ai xinh hơn nha. Rõ ràng là tôi mà. Thôi, tiếp theo là trò gì nè? Nhạc nào tôi cũng nhảy cả. Wow, cứ như kim tự tháp vậy. Cậu không thắng được tôi đâu. 80% cơ thể tôi là cao su đó nha. Ai mà quan tâm chứ? Không thấy tôi đang cố thắng hay sao? Vào nốt đi. Thế là hết phải không? Để xem giờ cậu có thổi bong bóng được không nha. Đố làm như tôi vậy đó. Đừng coi thường vận may của tôi. Bong bóng của tôi sẽ to hơn trái đất luôn. Cậu đang định du hành vũ trụ hả? Hemmy đâu rồi ta? Barbie, cưng định đi đâu vậy? Bóng bay ở đâu ra vậy trời? Về nhà với Megan đi nào. Cứ tưởng không xuống được nữa cơ. Hiu, lại trục trặc nữa rồi. Đáng ra mình phải ném cái này đi từ lâu rồi mới phải. Chào anh bạn robot. Cậu nói gì cơ? Thi nhảy à? Triển luôn. Người ta nhảy đẹp bao nhiêu thì cậu nhảy tệ bấy nhiêu. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Megan Blasting, I'm fantastic. Cậu đang nhảy đó hả? Có cần tôi gọi cấp cứu hay không? Ồn quá đi. Thủng màn nhĩ đến nơi rồi. Cậu biết cách tắt hay không? Tôi có ý hay hơn nè. Cậu vẫn nhai từ nãy đến giờ đó hả? Cậu bên phải, tôi bên trái. Tiệc tùng đến đây thôi. Cậu đỉnh thật đó.
tai nghe của mình kìa. Cứ tưởng không tìm thấy nữa cơ. Ủa, sao không nghe thấy gì ta? Bực mình ghê đó. Búp bê, bé cưng làm đúng vậy không? Ha ha, cô chủ đừng vất đồ lung tung mà. Sang thử thách mới nào. Ồ, tôi biết trò này. Để tôi chỉ cho nha. Phần thưởng là gì đây? Mấy cái này có cả rồi. iPhone, đúng thứ mình cần nè. Megan, xem tôi đây. Chỉ cần giơ chân lên và woo. Đồ ngốc, cậu chưa đọc hết chữ đâu. Tuyệt. Ủa, iPhone của tôi đâu? Cậu không đọc chữ, hộp ở đây sao? Ồ, sao su cà na vậy trời? Cậu phải nhắm cao hơn cơ. Kẹo với tai nghe thế là quá đủ cho hôm nay rồi. Hóa ra cũng không dễ ha. Sắp được rồi, một chút nữa thôi. Thành công rồi. Yay, sao mà xui quá vậy? Megan, thắng có gì sai đâu. Vẫn là chân tôi mà. Cậu thật là đáng ghét. Đáng ra là của tôi chứ bộ. Tôi nghĩ lại có thử thách mới rồi đó. Ngon ghê. Chấp nhận thử thách. Nếu phải ăn đôi giày mà nhúng qua cái vòi này thì tôi sẽ xử gọn hết. Được đó ha. Chào bé Trân nha. Đến giờ đi bơi rồi đó. Muốn thử không? Tôi cũng muốn sô-cô-la. Biết đâu lại gặp may. Rác ư? Không phải chứ. Đã có ai ăn rồi mà. Đây là cửa hàng tạp hóa second hand hả? Thôi được, chắc là sô-cô-la sẽ át được cái mùi hôi này. Đừng giả vờ như cậu mới ăn nó lần đầu nha. Ô không, chuyện gì thế này? Tôi bị mọc đuôi cá. Ước gì cậu nói chuyện cũng giống cá luôn đi. Không hài hước đâu nha. Bấm tiếp. Ủa, cái gì đây? Hộp rỗng à? Được rồi mấy cưng, tụi mình chơi bóng rổ nào. Một điểm. Tôi nghĩ tôi biết cách chơi rồi. Đưa đây. Hôm nay tôi sẽ là người bắt bóng. Ha, tự nhìn lại mình đi. Bắt được rồi nha. Thêm nữa nào. Ghen tị chứ gì. Cũng thường thôi. Megan, gấu bông khổng lồ đang bay đến kìa. Sắp rơi thẳng vào đầu cậu đó. Gấu nào. Thấy rồi. Ồ, vừa đúng lúc. Sao tôi lại bắt hụt được chứ. Đến lượt tôi lên nhận giải rồi nha. Mà tôi nghĩ giải nhất cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Wow, bánh nướng xinh quá nè. Ủa, tôi rửa tay rồi mà. Phải ha, đây là thử thách theo cặp. Mình phải đỡ Megan dậy đã. Ok, biến đi nào cái quả núi lông lá này. Để tôi giúp cậu. Cảm ơn. Chúng ta tiếp tục thử thách thôi. Cậu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Phần thưởng chắc chắn được giấu trong chiếc rương này rồi. Nhưng mở kiểu gì đây ta? Hay là chìa khóa nằm trong mấy chiếc bánh? Vậy tôi lấy chiếc to nhất. Nhìn ngon quá đi. Để xem trong này có chìa khóa không nào. Của tôi chỉ có mơ thôi. Kết quả phân tích. Rất ngon. Hai tay cho nhanh gấp đôi luôn. Yum. Thấy chìa khóa chưa? Chưa. Chắc sẽ khó đây. Tôi chắc là nó ở trong này mà. Khoan đã. Ủa, lại là đồ ăn thừa sao? Megan, nhìn nè. Thú vị ha. Để tôi thử. Yum. Nhất cả nách. Chiếc cuối rồi. Sao mình không làm thế từ đầu ta? Chìa khóa đây rồi. Yay. Cậu làm được rồi Barbie. Woohoo. Nào, mở chiếc rương ra thôi. Chắc chắn sẽ có đồ quý trong này cho mà xem. Là vàng cũng nên. Cái gì đây? Lỗi kỹ thuật hả? Megan, lại có sâu bò trên bánh nữa nè. Ghê quá, nhìn đi. Ồ, lại một suất nữa à. Giòn thật đó. Không biết là ai thắng ta. Chắc chắn là mình rồi. Hình như giờ cô chủ không có thời gian cho tụi mình rồi. Messi, nào, sang bên trái anh chàng đi. Có vẻ cơ hội cuối cùng đã đến. Tôi chịu đủ lắm rồi. Ủa, ai khóa nhà búp bê vậy ta? Chìa khóa đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Tấm vé tự do của mình. Cậu đi đâu vậy? Bí mật. Được rồi cô chủ. Đừng nhớ tôi quá nha. Chủ nhân của những thứ này là ai ta? Có lẽ là Wesley. Giải thích như vậy là hợp lý nhất. Để xem nơi này còn có gì. Không thể nhìn ra chiếc lọ này chứa thứ gì. Trông khá là tươi. Nhưng mùi thì thấy mà ghê luôn.
Gia đình này hoàn toàn bị ám ảnh bởi đồ hộp rồi. Đây là cái cây duy nhất trong ngôi nhà này. Thích quá đi. Cậu làm bằng nhựa hả? Là polymers. Tiếng ồn gì vậy nhỉ? Hoa, mình không tìm thấy xương cho cậu. Ồ, xin chào. Người bạn này có vẻ có ích rồi đây. Mình chưa từng thấy cậu bao giờ. Nè, đừng có chạm vào mình. Chống cự vô ích mà thôi. Mình không thể làm gì nếu không có bàn tay trợ giúp. Cậu mất bàn tay rồi sao? Khuôn mặt của cậu cũng sắp biến mất rồi đó. Cậu làm rồi nha. Rồi cậu sẽ hối hận khi tấn công mình. Ow, chào hỏi nhau như vậy không được đâu nha. Không cần bàn tay mới, mình có thể lấy lại cái cũ mà. Hy vọng là cậu thấy vui. Và đã đến lúc trả ơn rồi đó. Nếu bàn tay đó muốn bóp cổ một người thì đó sẽ không phải là mình. Không biết Wesley đang làm gì nhỉ? Để xem họ xử lý mình thế nào. Có vẻ như cô nàng lại định làm gì đó. Đứng ở đây không thấy rõ. Mất tính năng đôi mắt gián điệp thôi. Những bụi cây giờ đây không còn là trở ngại nữa. Ồ, vậy là mình sắp biết được hết bí mật của Wesley rồi. Lại gần hơn mới được. Ướp, Wesley ngốc nghếch lại chơi với đồ ăn nữa hả? Gì đây, mắt thật sao? Mình biết đây là mắt của ai rồi nha. Cậu ta theo dõi mình khắp nơi sao ta? Chắc cậu ta sợ rồi. Còn con mắt này hả? Thậm chí còn không dùng để nấu súp được nữa. Đến lúc đi rồi. Thật tốt cho em quay lại. Tốt hơn là mình nên giữ gìn các bộ phận thật cẩn thận. Ồ, em trai, thứ đồ đó không bảo vệ em suốt đời được đâu nha. Để xem mình có thể làm gì nào. Một chiếc sừng nhỏ như sừng dê. Tuyệt. Đây là công thức đơn giản nhất trên đời. Mình cần hai ngón tay, nhãn cầu. Lẽ ra mình nên giữ cái lúc nãy lại chứ. Không có kiểu tóc nào có thể che đi cặp sừng to. Xong. Quan trọng nhất là đừng làm đổ lên người của mình nha. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Mình muốn biết quá à. Chuẩn bị đi em trai. Đừng tưởng mình đang sống trong thế giới cổ tích nha. Được rồi, mình khuyên cậu đừng nên làm vậy. À, bây giờ mình trông như tiên hắc ám vậy đó. Cách diễn tả hay đó nha. Ồ, lại là con búp bê đó nữa. Cậu ta sẽ phải trả giá. Hoa hết tỏa hương rồi. Gì vậy? Bữa trưa sao? Có lẽ mình cần một bữa ăn nhẹ. Họ chẳng có gì ngoài mấy con nhện trong tủ lạnh. Không phải ruồi sao? Sao họ có thể sống đến ngày hôm nay vậy? Mình không nói về gia đình đó. Mình phải làm gì bây giờ đây nhỉ? Nè, cậu có muốn làm quen lại từ đầu không? Một con quái thú cho cuộc tàn sát. Nếu cậu không an phận, mình sẽ ném cậu cho nhện ăn nha. Nếu cậu không đứng yên, mình sẽ trói cậu lại. Mình nói được là làm được nha. Mình sẽ thêm một ít rau vào lò nướng để cậu bớt cô đơn. Và cả bộ não nữa. À mà, mình đã nói gì về mấy ngón tay nhỉ? Là món tráng miệng. Món này sẽ nhận được đánh giá bao nhiêu sao Michelin nhỉ? Mùi kỳ lạ quá đi. Mình sợ họ sẽ đem nó đi mất. Muối. Thứ này cũng hết luôn rồi sao? Lấy chúng ra khỏi đầu của mình đi mà. Trùm trích. Thiên. Ai đã làm thế này với cậu vậy? Yên nha, để mình cởi trói cho cậu. Nút thắt gì thế này? Wesley đây ạ, thưa ngài Adam. Wesley. Cậu ấy muốn ăn thịt Thiên. Chờ đã, không đúng. Con không. Sao con có thể nghĩ đến chuyện kinh khủng như vậy hả? Tủ lạnh trong nhà chứa đầy nhện mà. Ồ, nhiều nút thắt quá. Nhưng con không có. Con yêu Thiên mà. Là Megan làm đó. Ta không chấp nhận chuyện như vậy trong ngôi nhà này. Con bị cấm túc nha. Được rồi, cậu không xong với mình đâu, búp bê kia. Ồ. Yeah. Chào SpongeBob ở dưới đi. Này, mọi người đang làm gì vậy? Sao cô bé này lại ở đây? Không có gì. Em muốn tham gia. Yeah, xuống, xuống. Cho cá ăn đi. Wow, cứu, mình không biết bơi. Mọi người nghe thấy gì không? Mình cho công viên nước này 3/5 sao. Nhà hoạt động khí hậu có biết về điều đó hay không ta? Chào. Và nó đang nói chuyện. Thôi nào, chúng ta đi đi. Megan, để chúng mình ra ngoài. Các cậu trang điểm xong chưa? Rồi, cảm ơn. Ở đây thật ấm cúng mà. Ồ, mình sẽ đi với họ. Được rồi, các cậu được tự do. Chúc một ngày tốt lành, Megan. Cảm ơn, tạm biệt. Nè, cậu đi đâu đó? Cậu phải ở lại. Nhưng tại sao? Đây là quy tắc. Nhà tù sắc đẹp là thiên đường cho người cá và địa ngục cho mọt sách. Kích hoạt khóa chính.
cậu không thể trốn thoát đâu. Ồ, ngày gì vậy? Sao mình xui xẻo đến thế? Wow, cái gì đây ta? Cha, vì mình đang ở trong tù, đã đến lúc xăm hình rồi. Hy vọng nó chỉ là tạm thời, giống như thời gian mình ở đây. Sử dụng dụng cụ nha. Tiếp, thành công rồi. Bây giờ mình đẹp hơn gấp trăm lần, nhưng mình vẫn không phải người cá. Xếp hình, cách tuyệt vời để giết thời gian. Nhưng mảnh này ở đâu ta? Thấy rồi. Mình chưa bao giờ thấy cái này. Trông như kho báu của cướp biển. Cốc cốc, có ai ở nhà không? Wow, mình tìm thấy kho báu. Yeah. Vàng ở đâu? Chỉ toàn đồ làm đẹp thôi à. Đối với cậu đây là vàng. Đây là chìa khóa của tự do. Cảm ơn Sebastian. Cậu cầm cái gì vậy? Để xem nào. Mình hiểu rồi. Đó là kế hoạch để trở thành người cá. Chính xác. Mình biết bắt đầu từ đâu. Cô ấy thật thông minh. Cha, đã đến lúc để con sâu biến thành bướm rồi. Megan đâu rồi ta? Có người hết pin rồi à. Mình đang ở bước nào đây ta? Đầu tiên, mình sẽ loại bỏ mụn trứng cá. Người cá luôn có làn da mỏng nước. Sebastian, mình nghĩ nó ổn rồi đó. Bây giờ rửa sạch sự mọt sắc thôi nào. Cái gì? Quảng cáo không nói dối. 99% mụn đã biến mất. Mình có thể xử lý nó thành công. Ha, à, là mình hết hồn. Cậu có thể che nó đi. Chính xác. Phải có thứ gì đó trong hộp. Cậu nói đúng, Sebastian. Ha ha, mình yêu nghệ thuật cơ thể. Hy vọng là được. Xong xuôi. Đến lúc kiểm tra. Chúng ta đã làm được. Tuyệt. Đẹp quá. Mình thậm chí không thể đánh vần vì thứ sắt này. Ra ngoài. Ha, cứu. Các cậu có thích video mới của chúng mình không nè? Đừng quên nhấn like, subscribe và bấm chuông nha. Hẹn gặp các cậu ở video Trum Trum Trick tiếp theo.